Tiếp tục chương trình là thông tin Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, tên thường gọi là Trang Nemo, và đồng phạm trong vụ án gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Hương cùng mức án 9 tháng tù và bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, hội đồng xét xử nhận định vụ việc Trang cùng các bị cáo đồng phạm gây rối trật tự công cộng đã gây náo loạn, mất trật tự tại địa phương. Dù hội đồng xét xử đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, nhưng hành vi bị cáo công khai đánh người đã tạo tiền lệ xấu, khuyến khích xu hướng bạo lực trong công cộng, nên cần xử lý nghiêm, răn đe cho xã hội. Đáng chú ý, trong phần tự bào chữa, Trang Nemo trình bày, nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi. Phát ngôn này khiến cho nhiều người theo dõi phiên tòa vô cùng bức xúc.